Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 12 hoặc ngày 13 tháng 11, một đợt không khí lạnh có cường độ từ trung bình đến mạnh có thể tràn xuống nước ta, gây ra đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở miền núi phía Bắc trong đợt rét này có thể xuống mức 15 độ C. Các khu vực khác nền nhiệt cũng xuống thấp hơn so với các đợt không khí lạnh vừa qua. Mùa đông năm nay đến muộn và được nhận định ấm hơn trung bình nhiều năm. Song theo nhiều chuyên gia khí tượng, đợt rét sắp tới sẽ thực sự rét và là đợt rét đầu tiên ở miền Bắc trong mùa đông năm nay.